Hai, xin chào mọi người. Chỗ em lên em thanh lý một số cái mẫu gọng kính lão Nhật anh chị ha. Cái này là gọng nội địa. Đây, cái gọng nội địa thì anh chị nếu mà xem ở trên kênh của em ấy thì những cái gọng nội địa anh chị nhỉ? Thì là cái gọng nội địa thì trên gọng nó sẽ không có chữ gì đâu anh chị ha. Đó, những cái hàng cũ, hàng có thương hiệu ấy thì nó sẽ có khắc tên ở đây, và những cái cây đấy thì tất nhiên là giá nó sẽ cao hơn những cây này rồi. Đấy, thì hôm nay em lên gọng này em còn nhiều, thì bây giờ em thanh lý nốt 50.000 một gọng anh chị ha. Em ship từ hai gọng, lấy ba gọng miễn phí vận chuyển. Gọng thì còn khá là đẹp. Thế nhiều anh chị hỏi là tại cái gọng này có biết phải gọng Nhật hay không, thì đây em còn một cây đây còn nguyên thẻ tác này. Đấy, còn nguyên thẻ tác. Đấy, bình thường nếu mà nó có mắt kính thì nó sẽ còn như này. Đấy, hàng nó sẽ như vậy. Đây, nó sẽ còn nguyên hộp như này. Và gọng của nó thì cũng sẽ không có chữ gì ở trên gọng đâu anh chị ha. Hàng nội địa thì nó những cái hàng giá rẻ ấy, thì người ta vẫn có hàng giá rẻ, mà hàng giá rẻ thì nó sẽ không có thương hiệu. Nhưng mà cũng là hàng, tuy nhiên là nó cũng sẽ là hàng Nhật anh chị ha. Đó. Thì nó sẽ như này. Đấy, thì và cái khi cây những cây còn mắt thì nó sẽ như vậy. Đó. Đây này, em còn một cây còn mắt. Cây còn mắt thì tất nhiên là giá nó sẽ khác với những cây em đang thanh lý gọng anh chị ha. Và những cái gọng này thì em đang thanh lý 50.000 một gọng, lấy ba gọng bao ship. Còn nếu mà lấy hai gọng thì phụ giúp em 20.000 tiền vận chuyển. Đấy. Những cây này thì ngang kính 14 ấy chị ha, cho cái mặt to đều đeo được. Đấy. Mặt kính là 4,4, ngang kính là khoảng 5,7. Đây là cây mắt nâu, còn mắt nhỏ hơn nên có gọng bạc đây. Cái này là 3, cái này cũng ngang là 14 á. Phần lớn là cây này nhỏ hơn một chút. Cây này ngang là 13 cho mặt nhỏ. Mắt cũng nhỏ, mắt 5,5. Cao 2,8. Cây mắt vàng. Gọng vàng thì ngang kính 13, mắt kính 5,5 này, cao 4,5. Đó, nói chung là những cái gọng như này thì anh lấy về thì về những cái gọng kim loại này thì mình có thể chỉnh được anh chị ạ. Nếu mà cái mắt mình nhớ mình chỉ cần chỉnh một chút thôi là nó sẽ lên size, cái size này là 13,5 đó. Còn nó mặt mình bé hơn, mình ôm vào một chút. Đấy, những gọng này em đã thanh lý 50.000 một gọng anh chị ha. Lấy hai gọng thì thêm 20.000 tiền ship, còn ba gọng thì miễn ship. Đấy, thì anh chị nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo cho em 0902277552. Em cảm ơn.